Trong diễn biến mới nhất của cơn bão hồ sơ Panama, ít nhất hai quan chức cấp cao đã buộc phải từ chức vì bị nêu tên trong vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử này. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu khi ngày càng có nhiều chính phủ, các nước tiến hành điều tra tài chính cùng với đề xuất điều chỉnh luật chống gian lận thuế. Cho đến nay, các nhân vật và tổ chức liên quan đều đồng loạt bác bỏ, trong đó có cả các chính trị gia và các ngân hàng lớn của thế giới. Chỉ 3 ngày sau khi 11,5 triệu bộ hồ sơ của hãng luật Mossack Fonseca bị công bố và gây ra sóng gió dữ dội trên thế giới, nạn nhân đầu tiên của vụ rò rỉ này, Thủ tướng Iceland, ông David Gunnlaugsson, đã phải từ chức trước sức ép của công dân nước này. Trước đó, ông Gunnlaugsson đã yêu cầu giải tán quốc hội khi ông này lờ mờ nhận ra sẽ có một cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm đối với mình. Ông Gunnlaugsson vẫn một mực khẳng định những tài sản ở nước ngoài là hợp pháp. Tuy nhiên, các đảng đối lập cáo buộc ông đã che giấu tài sản trong khi hệ thống ngân hàng ở Iceland sụp đổ. Nạn nhân thứ hai là Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế chi nhánh Chile, ông Gonzalo de la Ville, đã từ chức sau khi hồ sơ Panama hé lộ ông này có liên quan đến ít nhất 5 công ty nước ngoài. Danh sách Panama còn kéo dài thêm với những tên tuổi trong làng túc cầu, bao gồm cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, ông Michel Platini. Tân chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino và cả cầu thủ Lionel Messi. Ông Michel Platini đang phải đối mặt với lệnh cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá quốc tế liên quan bê bối tham nhũng về khoản tiền không minh bạch trị giá 2 triệu đô la Mỹ mà FIFA thanh toán cho Platini. Việc tên ông này xuất hiện trong bộ hồ sơ Panama một lần nữa dấy lên nghi án trốn thuế. Hồ sơ này cũng tiết lộ Messi cùng bố là ông George đã bí mật mua lại một công ty tại Panama nhằm che giấu tài sản khổng lồ cũng như tiền bản quyền hình ảnh. Còn đối với Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino bị cho rằng có vai trò trong việc ký một hợp đồng liên quan đến bản quyền Champions League với hai doanh nhân Hugo và Mariano Ginkis, những người sau đó bị cáo buộc đưa hối lộ. Trong một tuyên bố sau sự xuất hiện của thông tin trên, ông Gianni Infantino cho biết, như tôi đã nói, tôi không bao giờ thương lượng với công ty Cross Trading lẫn chủ sở hữu của họ vì quá trình đấu thầu được thực hiện bởi đội tiếp thị trên danh nghĩa của UEFA. Các ngân hàng lớn cũng không thoát khỏi danh sách đen của ICIJ, trong đó nổi bật là hai trong số những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới Credit Suisse và HSBC. Dựa trên tài liệu Panama, HSBC và Credit Suisse đã có tên trong các ngân hàng giúp giới nhà giàu thành lập các cấu trúc tài khoản phức tạp, gây khó khăn cho việc truy thu thuế và theo dõi dòng chảy của đồng tiền. Tuy chưa có bằng chứng về việc HSBC hay Credit Suisse hay bất cứ ngân hàng nào liên quan đến việc giúp đỡ giới nhà giàu gian lận thuế, nhưng rõ ràng nó làm gia tăng nỗi ám ảnh về việc các ngân hàng tiếp tay và trợ giúp cho dòng tiền bẩn, gây tổn hại đến kinh tế và đè nặng lên người dân. Sau vụ rò rỉ này, nhiều nước trên thế giới đã có nhiều động thái khác nhau, bao gồm điều tra tài chính với những nhân vật có tên trong danh sách hay điều chỉnh luật để chống gian lận thuế ở công ty nước ngoài. Pháp công bố rằng sẽ đưa Panama trở lại vào danh sách đen của khu vực pháp lý bất hợp pháp. Đức vừa giới thiệu một kế hoạch hệ thống đăng ký mới minh bạch hơn, buộc các công ty hải ngoại phải tiết lộ danh tính của chủ sở hữu. Chúng ta cần phải minh bạch hơn, chỉ bằng cách minh bạch hơn, chúng ta mới có thể chấm dứt các hệ thống che đậy. Các công ty bình phong đã từng đem lại rất nhiều lợi ích cho chủ sở hữu sẽ không được cho phép nữa. Ở phía bên kia bán cầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về vụ rò rỉ này và theo báo cáo, từ khóa Panama và Panama Paper đã bị kiểm duyệt khi người dân tìm kiếm sẽ hiện lên thông báo có thể không phù hợp với luật pháp và các quy định có liên quan. Tại Ukraine, các nhà lập pháp cả từ trong nội bộ phe của Tổng thống Petro Poroshenko đã kêu gọi thành lập một ủy ban quốc hội để điều tra các cáo buộc nhắm tới Tổng thống nước này. Theo ICIJ, ông Poroshenko đã thành lập một công ty chuyên sản xuất bánh kẹo tại British Virgin Islands vào tháng 8 năm 2014, khoảng thời gian cao điểm căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Cuộc điều tra của ICIJ bắt đầu từ những tháng cuối năm 2014 và quy tụ hơn 400 phóng viên và 100 tổ chức báo chí đến từ 80 quốc gia. Vụ việc đã đưa công ty luật chỉ được lưu truyền trong giới tinh hoa Mossack Fonseca trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Mossack Fonseca cho biết cơ sở dữ liệu của hãng luật này đã bị tấn công và đã đệ đơn khiếu nại lên công tố viên Panama. Đồng sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca cho biết các email trong 11,5 triệu bộ hồ sơ này đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh và bị hiểu sai. Ông cũng chỉ trích giới truyền thông đã giật gân và không đề cập gì tới việc công ty ông bị hack. Tin tức mới sẽ là ai sẽ điều tra việc hacking. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu không một ai nhắc tới việc có một tội ác đang được thực hiện tại công ty này.